Đây là một chiếc xe đặc biệt được Volkswagen sản xuất vào những năm 40 của thế kỷ trước, có khả năng độc đáo, không cần điều chỉnh phức tạp, nó có thể dễ dàng chuyển từ chạy trên đất liền sang di chuyển trên mặt nước. Để đảm bảo tốc độ khi di chuyển dưới nước, xe được trang bị một cánh quạt ở đuôi xe, có thể gập lại khi không sử dụng. Nguồn năng lượng cho cánh quạt này đến từ phần mở rộng của trục phiểu động cơ. Trong nước, tốc độ tối đa của xe có thể đạt 10 km/h, còn trên đất liền, nó có thể chạy nhanh nhất là 80 km/h. Chiếc xe này được thiết kế để dễ dàng di chuyển giữa đất liền và mặt nước mà không gặp khó khăn. Khi chế tạo, các nhà thiết kế đã tính đến việc những con đường ven biển thường lầy lội và khó đi. Vì vậy, chiếc xe không chỉ dễ dàng vượt qua các đoạn đường này mà còn có khả năng chinh phục những cung đường gồ ghề ở địa hình hoang dã. Về động cơ, xe được trang bị một động cơ làm mát bằng không khí 1,1 lít, 4 xi lanh, với công suất tối đa 25 mã lực. Trước đó, phiên bản tiếp 128 của chiếc xe này cũng sử dụng khung gầm từ Volkswagen, nhưng do hạn chế về hiệu suất khi di chuyển dưới nước, các kỹ sư đã phải phát triển thêm một thiết kế thân xe kiểu bồn tắm. Đặc biệt, thiết kế này được thực hiện bởi chính nhà thiết kế thân xe đầu tiên của Porsche. Đến nay, chỉ còn 189 chiếc xe này được ghi nhận trong danh sách đăng ký. Đây là câu chuyện về vợ chồng người Mỹ Rosenberg vào năm 1953, khi họ bị xử tử dù bằng chứng không đầy đủ. Sự kiện này đã để lại nhiều tranh cãi và nỗi đau đớn kéo dài trong lòng nhiều người. Vào một ngày năm 1951, trên thảo nguyên hoang vắng của Kazakhstan, một tiếng nổ vang trời đã đánh dấu sự ra đời của một kế hoạch hạt nhân bí mật. Vợ chồng Rosenberg, Ethel và Julius, bị buộc tội làm gián điệp cho Liên Xô, truyền tải thông tin về dự án Manhattan, dự án phát triển bom nguyên tử của Mỹ, dù cả hai đều phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định rằng họ không hề tham gia vào hoạt động gián điệp, nhưng thực tế, họ đã bị người em trai của Ethel, một người lính tham gia dự án Manhattan, phản bội và tố cáo. Phiên tòa xét xử vợ chồng Rosenberg tại Tòa án Liên bang New York nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Khi tin tức về vụ án lan ra, nhiều người nổi tiếng và nhân vật có tầm ảnh hưởng đã lên tiếng kêu gọi khoan hồng cho họ. Họ yêu cầu Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, Dwight Eisenhower, mở lại cuộc điều tra vì cho rằng có nhiều điều cần được xem xét lại. Quá trình xét xử kéo dài hơn 3 năm, và cuối cùng, dù không có đủ bằng chứng thuyết phục, vợ chồng Rosenberg vẫn bị kết án tử hình. Tổng thống Eisenhower đã ký quyết định thi hành án. Một trong những hình ảnh đau đớn nhất là khi luật sư của vợ chồng Rosenberg dẫn hai cậu con trai của họ đến trước cửa Nhà Trắng, với hy vọng rằng lòng trắc ẩn của Tổng thống sẽ khiến ông thay đổi quyết định. Nhưng hy vọng đó không thành hiện thực. Hai vợ chồng Rosenberg bị đưa lên xe chở phạm nhân, và trước khi bị hành quyết, họ đã ôm chặt lấy nhau, Julie Wood trao cho vợ nụ hôn cuối cùng lên trán. Họ bước vào ghế điện với lòng can đảm, như thể là những người hùng, không hề sợ hãi. Cảnh tượng hành quyết vợ chồng Rosenberg đã thu hút hàng ngàn người theo dõi. Đáng buồn thay, vì lo sợ bị liên lụy, không ai dám nhận nuôi hai đứa con của họ. Mãi đến năm 1996, câu chuyện về vợ chồng Rosenberg mới được làm sáng tỏ phần nào, với nhiều thông tin cho thấy họ không phải là những gián điệp nguy hiểm như chính phủ Mỹ từng tuyên bố. Vụ việc này không chỉ là một vết đen trong lịch sử nước Mỹ mà còn là một câu chuyện đau lòng về sự phản bội, oan sai và những hậu quả khôn lường mà nó mang lại. Chú ý nhé! Con máy bay này, trông như cá nóc phình bụng ấy, đang chuẩn bị cất cánh từ mặt nước. Thoạt nhìn, nó có vẻ nặng nề, nhưng chỉ cần vài bước trượt nhẹ là đã có thể bay lên khỏi mặt biển. Nhưng đừng vội đánh giá bề ngoài của nó, bởi bên trong còn ẩn chứa nhiều điều đặc biệt đang chờ bạn khám phá. Chiếc máy bay này có tên là Shinmewa US-2, do công ty Shinmewa Industries của Nhật Bản chế tạo. Nó được thiết kế đặc biệt cho lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, với nhiệm vụ chính là tìm kiếm và cứu hộ trong những điều kiện biển động và thời tiết khắc nghiệt. Dự án này bắt đầu vào năm 1997, với mục tiêu tạo ra một chiếc máy bay cứu hộ vượt trội. Giống như nhiều sản phẩm quân sự khác của Nhật Bản, việc sản xuất chiếc US-2 cũng được chia nhỏ ra nhiều nhà thầu phụ. Ví dụ, Mitsubishi chịu trách nhiệm sản xuất một phần thân máy bay, trong khi IHI Corporation cung cấp động cơ, và nhiều công ty khác góp phần vào việc sản xuất các bộ phận khác. Điều đặc biệt là dây chuyền sản xuất này chỉ có thể chế tạo 2 chiếc máy bay mỗi lần,
khiến cho mỗi chiếc US-2 trở nên cực kỳ quý giá. Sau nhiều lần thử nghiệm và xác minh kỹ thuật, chiếc US-2 đã chính thức được ra mắt vào năm 2007. Cho đến nay, chỉ có 8 chiếc được sản xuất. Điều làm nên sự đặc biệt của chiếc máy bay này chính là công nghệ điều khiển lớp biên, giúp nó cất cánh và hạ cánh trên quãng đường ngắn một cách dễ dàng. Hơn thế nữa, nội thất của nó có thể được tái cấu trúc nhanh chóng để phục vụ cho các nhiệm vụ khác nhau. Từ cái nhìn đầu tiên, US-2 chắc chắn để lại ấn tượng mạnh với hình dáng khí động học của nó. Chiếc máy bay này dài 33.46m, sải cánh 33.15m và cao 9.8m với trọng lượng rỗng 25.6 tấn. Nhìn từ bên ngoài, nó trông khá giống một chiếc thủy phi cơ truyền thống. Nhưng chính thiết kế độc đáo này đã giúp nó không chỉ bay tốt trên không mà còn linh hoạt trên mặt nước như cá gặp nước. Không thể không nhắc đến hệ thống động lực mạnh mẽ của nó, với 4 động cơ turboprop Rolls-Royce AE2100J cung cấp tổng cộng 4.090 mã lực, giúp US-2 đạt tốc độ tối đa lên đến 560 km/h và tầm bay 4.500 km. Đặc biệt, hệ thống điều khiển biên giới của nó giúp tăng đáng kể lực nâng, rút ngắn khoảng cách cất cánh và hạ cánh, một con số ấn tượng đối với thủy phi cơ. Với những tính năng ưu việt này, US-2 có thể hoạt động trong điều kiện biển động với sóng cao đến 3m, điều mà ít chiếc máy bay nào trên thế giới có thể làm được. Điều này giúp nó trở thành công cụ đắc lực cho các nhiệm vụ cứu hộ trên biển, từ vận chuyển y tế, hàng hóa đến cứu nạn. Không chỉ gây ấn tượng với khả năng vận hành, US-2 còn thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Hy Lạp, khi họ đều đang cân nhắc mua chiếc máy bay này để tăng cường năng lực cứu hộ trên biển. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sở hữu chiếc máy bay này, bởi ngoài giá thành cao ngất ngưỡng lên đến 1.5 tỷ đô la Mỹ, thời gian chờ đợi để nhận máy bay cũng kéo dài đến nhiều năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị và bổ ích, hãy nhấn like và share để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Đừng quên đăng ký kênh Lớp Nha Trang để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những điều mới mẻ và hấp dẫn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.